Bản tin VOV Live điểm tuần sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Đề nghị khai tử mũ bảo hiểm lưỡi tra vì không có tác dụng. Hàng nghìn nhà dân ngập nước, nhiều người mất tích thiệt mạng do mưa lũ xối xả ở miền Trung. Người đàn ông lừa tình và tiền 7 phụ nữ, cô dâu bom 150 mâm cổ cưới. Phụ huynh giật tóc tát bạn của con ngay trong lớp học mầm non. Tổng thống Trump mắc Covid-19 tuyên bố buộc Trung Quốc phải trả giá. Hình ảnh này từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc tình toàn, đạp chiếc xe đạp cũ, tay cầm một bông hồng. Ngày đầu ông mua bông hoa với giá 10.000 đồng về tặng vợ mình nhân ngày 20 tháng 10. Rồi cũng có lần khác, dư luận phải trầm trồ ngưỡng mộ hành động đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe của một tài xế taxi. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương và bảo vệ. Không đánh phụ nữ dù chỉ là một nhành hoa, nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là cổ tích. Dùng gậy ba khúc đuổi đánh người dân, đập vỡ xe của người can ngăn sau khi xảy ra tai nạn giao thông với một phụ nữ mang bầu. Vụ việc vừa nêu của nam thanh niên 17 tuổi gây nhiều bức xúc trong dư luận. Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với thanh niên này về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng là Nguyễn Mỹ Anh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo công an quận Thanh Xuân, ngoài tội danh vừa nêu, Nguyễn Mỹ Anh đang bị công an quận Hai Bà Trưng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hai vụ án cố ý gây thương tích. Đâu phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng trẻ em, người già và phụ nữ là những đối tượng yếu thế cần được bảo vệ. Bạn có còn nhớ hình ảnh này không? Chú chó Kubota đến từ thị trấn Batumi, Georgia, Mỹ nổi lên trên khắp trên mạng xã hội vì hành động đáng ngưỡng mộ. Chú chó nhỏ hàng ngày đứng chờ ở vạch sang đường để dẫn các bạn nhỏ đi bộ một cách an toàn. Cuộc đời này sẽ dịu dàng biết mấy nếu ở đâu cũng xuất hiện những câu chuyện nhân văn như thế và giá như chúng ta không phải nhìn thấy những hình ảnh như thế này. Chuyện xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 9. Hát đến đón con gái tại trường mầm non Chumkis. Đến cửa lớp thì Hát nghe tiếng con gái khóc nên đi nhanh vào lớp và thấy tay con còn có vết đỏ. Anh Hát cho biết là do cận thị, tôi tưởng con bị chảy máu nên tát nhẹ vào mặt cháu bé cắn con mình, yêu cầu xin lỗi. Cháu kia khóc, không xin lỗi nên tiếp tục túm tóc và tát nhẹ vào mặt cháu. Bên cạnh đó thì Hát còn đánh vào chân và mông của cháu A cho đến khi bé gái xin lỗi mới thôi và đón con về. Chiều cùng ngày, Hát cùng với gia đình về Hà Nội thăm người nhà ốm. Sau khi biết thông tin vụ việc mình đánh bé A được đăng tải trên báo chí, Hát không đến trụ sở công an trình diện mà nhắn tin cho gia đình bé A và nhờ người đến gặp để xin lỗi. Sau khi vụ việc xảy ra, trường mầm non Chumkis tạm thời đình chỉ việc dạy học của 3 giáo viên vì không kịp thời phản ứng bảo vệ cháu A khi cháu bị hành hung. Nhà trường cũng tạm thời không nhận trông con của anh Hát trong khoảng thời gian này. Ngày 5 tháng 10 vừa qua, lãnh đạo công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, anh Hát, 32 tuổi, trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, đã đến cơ quan công an trình diện sau khi bị triệu tập về hành vi đánh bé gái 2 tuổi ở trường mầm non Chumkis ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Theo vị lãnh đạo tại cơ quan công an, bước đầu Hát thừa nhận hành vi đánh bé gái A ngay lớp học vì cho rằng cháu bé cắn con gái anh ta. Lãnh đạo công an thành phố Lào Cai cho biết hiện đơn vị không tạm giữ Hát bởi đang chờ cơ quan chức năng giám định sức khỏe của cháu A. Chỉ 500.000 đồng trên một mâm cổ cưới. Cổ ở đâu mà rao bán rẻ như thế này? À, thì ra đó là cổ cưới bị bùng. Cà Thị Út sinh năm 1996 đã sử dụng thủ đoạn đánh bóng bản thân, lợi dụng sự tin tưởng của bạn là một chủ nhà hàng để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, lấy danh nghĩa khách quen, Cà Thị Út đặt hàng một số lần, khất lần không trả tiền. Mới đây nhất, Út đặt 150 mâm cổ cưới rồi bùng. Chủ nhà hàng không còn cách nào khác phải lên mạng rao bán mỗi mâm cổ với giá 500.000 đồng. Trước đó, Công an thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn của ông Vũ Thế Long sinh năm 1988, chủ nhà hàng Tâm Phúc có địa chỉ tại tổ 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, trình báo về việc bị hủy hợp đồng đặt cổ cưới không rõ lý do. Sau khi xác minh, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã triển khai các tổ công tác để làm rõ sự việc. Hiện các tổ công tác đã tìm thấy Út và đưa Út về trụ sở. Lời khai ban đầu của cô gái có nhiều mâu thuẫn, thậm chí sau khi nghe những lời khai của Cà Thị Út, chủ nhà hàng vẫn không hiểu nổi động cơ bùng 150 mâm cổ của đối tượng này là gì. Cũng lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng Tống Anh San ở Thanh Oai, Hà Nội lại đánh vào tình cảm để lừa cùng lúc 7 phụ nữ. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội PC02 nhận được đơn trình báo của 7 người phụ nữ ở nhiều tỉnh thành phố tự nhận mình là nạn nhân đã bị San dụ dỗ rồi cho vay với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.
Cả 7 người này đều chỉ quen biết San qua các trang mạng xã hội dành cho những người phụ nữ độc thân lỡ dở chuyện tình cảm và đang muốn tìm một nửa còn lại của cuộc đời mình. Khoảng tháng 3 năm 2020, một nạn nhân tự tìm hiểu và phát hiện sự thật San đã có gia đình, vợ con đang ở quê nhà. Những ngày sau đó, nạn nhân đã liên kết được 6 nạn nhân có hoàn cảnh tương tự đang bị lừa gạt chuyện tiền bạc, lợi dụng chuyện tình cảm để tố cáo hành vi của người đàn ông này. Trong số các nạn nhân, một số người đã có thai. Hiện phía công an đã phát đi thông báo truy tìm Tống Anh San, sinh năm 1979, quê ở Thanh Hóa, thường trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, để điều tra xác minh đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Lừa đảo lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức tinh vi, ngày càng diễn biến phức tạp. Những vụ việc hy hữu xảy ra ở Điện Biên và Thanh Oai, Hà Nội một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng. Sáng ngày 7 tháng 10, tại hội thảo đánh giá giữa kỳ và định hướng chương trình hành động về chất lượng mũ bảo hiểm trong khuôn khổ dự án Hành trang an toàn, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho hay: "Tôi đề nghị phải bỏ ngay chữ mũ bảo hiểm lưỡi trai trong hồ sơ kiểm định. Không có thuật ngữ nào là mũ bảo hiểm lưỡi trai cả. Tại sao cứ 100 người ngã xuống đường thì đa số là bị chấn thương đầu, số người không bị chấn thương rất ít." Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng cần tăng cường kiểm tra, xử phạt những mặt hàng mũ bảo hiểm là hàng trôi nổi, đồng thời phải giáo dục, tuyên truyền nhiều hơn nữa, từ đó để người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình khi sử dụng mũ bảo hiểm. Hàng loạt quy định, nghị định xử phạt trong lĩnh vực hành chính chính thức có hiệu lực trong thời gian tới cũng là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua. Từ ngày 15 tháng 11 tới đây, Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, nghị định này có đưa ra mức phạt từ 500.000 cho đến 1 triệu đồng đối với các hành vi vận động ép buộc người khác sử dụng thuốc lá và sử dụng người chưa đủ 18 tuổi để mua thuốc lá. Như vậy, từ ngày 15 tháng 11, bố mẹ sai con nhỏ dưới 18 tuổi đi mua thuốc lá có thể bị phạt đến 1 triệu đồng. Cũng trong nghị định trên của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hành vi xúi dục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia, phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi ép buộc người khác uống rượu bia. Mưa lớn kéo dài, ngập lụt chia cắt tại nhiều nơi tại miền Trung đã khiến 11 người chết và mất tích, thiệt hại nhiều tài sản. Những ngày này, chính quyền và nhân dân các địa phương đang gồng sức đối phó với tình trạng ngập lụt. Có lẽ là những hình ảnh thu hút sự quan tâm của dư luận nhiều nhất. Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đã có trên 10.000 nhà dân ở hầu hết các địa phương trong tỉnh bị ngập lụt. Hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Rông có trên 100 điểm sạt lở với gần 8.000 mét khối đất đá, gây chia cắt hoàn toàn nhiều tuyến đường và nhiều hộ dân cũng đang ngập chìm sâu trong nước. Quảng Trị đã có 7 người mất tích, 1 người thiệt mạng, hơn 100 hecta nuôi trồng thủy sản và hàng chục nghìn gia súc bị cuốn trôi. Tại Thừa Thiên Huế, mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước ở các con sông liên tục tăng cao, nguy cơ xảy ra lũ lớn. Hơn 1.000 ngôi nhà của người dân đã bị ngập, nhiều tuyến đường bị chia cắt, một người dân đã bị mất tích. Tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành, xả lũ và đảm bảo an toàn hồ đập. Còn tại Quảng Nam, toàn tỉnh đã có hàng nghìn nhà dân bị ngập. Riêng huyện Đại Lộc có 1.700 nhà dân bị ngập nước. Huyện đã di dời 32 hộ dân bị sạt lở ở xã Đại Phong. Đặc biệt tại Hội An, mưa lớn khiến nước sông Hoài lên nhanh, nhiều tuyến đường ở phố cổ bị ngập nặng. Người dân Hội An phải dùng thuyền để đi lại, lực lượng chức năng chốt chặn tại các điểm ngập sâu để đảm bảo an toàn. Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung, đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có mặt tại các địa phương này để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ. Ngày 6 tháng 10 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng mạng xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí, giật gân nhằm kiếm tiền. Trước đó đã có không ít trường hợp đăng tải những video có nội dung nhảm nhí, giật gân đã bị các cơ quan chức năng xử lý. Đơn cử trường hợp được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây là một vlogger có tên là Nguyễn Văn Hưng, còn được gọi là Hưng Vlog, trú tại xóm Chùa, xã Xuân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, đã bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng vì cho đăng bài lên kênh YouTube của mình với video là Chôn em gái, em trai nồi cháo gà nguyên lông và cái kết. Tuy nhiên, dư luận đang đặt ra câu hỏi, phải chăng chế tài xử phạt đang quá nhẹ nên khó triệt tiêu được những video nhảm nhí, độc hại? Bởi ngày 3 tháng 10 vừa qua, chỉ chưa đầy một tháng thì Hưng Vlog lại tiếp tục đăng lên mạng xã hội YouTube clip John lấy cắp tiền đập bể heo đất của em gái, em trai đi ăn chơi và cái kết.
Video trên đã nhận phải sự phản ánh gay gắt, nhiều người cho rằng nội dung đoạn video đang dạy hư trẻ nhỏ, cổ suý thói trộm cắp. Xét thấy đây là hành vi tái phạm, cần xử lý nghiêm, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Hưng do thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Tại buổi làm việc, Hưng thừa nhận do thiếu hiểu biết, chỉ nghĩ đơn giản việc đăng tải video này với mục đích là trêu đùa em trai em gái trong gia đình. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, trong tuần qua, thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump nhiễm virus SARS-CoV-2 là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày nằm viện tại trung tâm y tế Walters, ông Trump đã trở lại Nhà Trắng. Bác sĩ Nhà Trắng tiến sĩ Sean Collins cho biết là ông Trump chưa khỏi bệnh hoàn toàn, song đã đủ các điều kiện an toàn để rời bệnh viện. Mới đây, trong đoạn video được đăng tải trong ngày 7 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ buộc Trung Quốc phải trả giá về những thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong bối cảnh Mỹ ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao hơn bất cứ nước nào trên thế giới với hơn 210.000 người. Các con số thống kê liên quan tới COVID-19 cũng là một trong những yếu tố làm lung lay vị thế của ông Trump đối với cử tri Mỹ trước thềm cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 tới. Đây có thể là lý do khiến ông và các quan chức khác trong chính quyền của ông đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch COVID-19. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ hiện chưa có phản hồi đề nghị bình luận về tuyên bố mới của Tổng thống Trump. Sáng ngày 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam, cuộc tranh luận phó tổng thống Mỹ năm 2020 đã diễn ra giữa hai ứng cử viên là Kamala Harris và Mike Pence, đứng cách nhau 3,7 mét và được ngăn cách bởi các tấm kính. Hai ứng viên phó tổng thống Mỹ có màn đáp trả qua lại trong suốt 90 phút đối đầu ở Supply, Utah. So với cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên hôm ngày 29 tháng 9, thì buổi đối đầu giữa phó tổng thống Mike Pence và ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân Chủ Kamala Harris tối ngày 7 tháng 10 diễn ra không căng thẳng và kịch tính bằng. Tuy nhiên, có một số điểm đáng lưu ý và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng trong 90 phút tranh luận. Theo ghi nhận của Reuters, thì hơn một giờ kể từ khi sự kiện bắt đầu, một con ruồi màu đen đậu trên mái tóc bạc trắng của phó tổng thống Pence. Con ruồi ở yên trên đầu ông khi ông lắc đầu và phản đối bà Harris về các vấn đề chủng tộc và bình đẳng. Qua màn hình, bà Harris nhìn về phía ông Pence khi con ruồi đang đậu ở trên đầu ông, nhưng không rõ bà có để ý thấy điểm bất thường này hay không. Theo New York Times, thì con ruồi đã đậu trong suốt 2 phút. Ngay sau đó, thì hashtag là Fly2024, tạm dịch là con ruồi 2024 đã xuất hiện trên Twitter. Giám đốc trung tâm chính trị của Đại học Virginia Larry Sabato viết trên Twitter, ba người tranh luận đang ở trên sân khấu, bà Harris, ông Pence và một con ruồi rất quan tâm đến chính trị đã làm tổ trên đầu phó tổng thống. Một tài khoản Twitter khác có tên là Psycho Somatic viết, ok, nghiêm túc mà nói đây là cuộc tranh luận quan trọng, nhưng sẽ không ai nhớ gì ngoài con ruồi đó. Con ruồi đó đã ở trên tóc của ông Pence từ lâu, nó nên được cách ly. Cựu quan chức bang Missouri Jason Kander nói thêm, dường như ám chỉ đến sự bùng phát COVID-19 trong đội ngũ nhân viên Nhà Trắng. Không lâu sau đó, tài khoản Twitter mới có tên là Mike Pence Fly, tạm dịch là con ruồi của Mike Pence, cũng được lập ra và nhanh chóng thu hút khoảng 60.000 lượt người theo dõi. Ngay cả ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ là Joe Biden cũng đăng bài viết đề cập đến con ruồi này. Hãy bỏ ra $5 để giúp chiến dịch của con ruồi, ông Biden viết trên Twitter. Đáng chú ý là sau đó, cửa hàng bán sản phẩm ủng hộ chiến dịch cho ông Biden cũng ra mắt sản phẩm vỉ đập ruồi True Overfly với giá là $10, theo Yahoo. Đặc biệt, trong cuộc tranh luận, bà Harris đã nhắc lại báo cáo điều tra của New York Times cho rằng ông Trump nợ các doanh nghiệp chưa xác định $400 triệu và chỉ trả thuế $750 trong năm đầu nhậm chức. Kết thúc cuộc tranh luận, Max McElwain, chiến lược gia lâu năm của Đảng Cộng Hòa, cho ông Pence điểm B+ vì tập trung vào kế hoạch thu $4,000 tỷ tiền thuế trong 10 năm tới của ông Biden, trong khi bà Harris nhận được điểm B. Đồng quan điểm, chiến lược gia chính trị lâu năm của Đảng Cộng Hòa Leticia Remaro cho rằng ông Pence đã thắng trận này khi xoáy vào kế hoạch tăng thuế của đảng đối thủ. Eric Schoffer, người từng làm việc trong các chiến dịch tranh cử của các tổng thống của đảng Dân Chủ, cho ông Pence điểm C vì không thể vạch ra một kế hoạch chặt chẽ để đưa nước Mỹ thoát khỏi tình trạng hỗn độn hiện tại. Ông này chấm cho bà Harris điểm A.